với trò chơi thử thách đoán tên Junomaly. Thì liệu bạn đoán được bao nhiêu nhân vật Junomaly trong Minecraft? Nếu các bạn tự tin biết hết được nhân vật trong Junomaly thì hãy bình luận bên dưới cho mình biết với nha. Và hiện tại mình cùng với Haji, mỗi người sẽ có 3 trái tim. Nếu thua hết cả 3 trái tim thì mình sẽ thua luôn. Đầu tiên bắt đầu lẹ đi, tôi mong ngóng thắng ông lắm rồi nè. Bây giờ Haji muốn hay bên chiều, bắt đầu trò chơi thôi. Và đây là lượt của sầu riêng. Bắt đầu vòng đấu đầu tiên nè. Ông sẵn sàng chưa? Được rồi, tôi sẵn sàng rồi, để coi ông cho tôi mỗi con gì nó khó không Haji. Được rồi, con này nó có 4 chân nha. 4 chân hả? Ok, được rồi, bây giờ mình sẽ lựa mấy con 4 chân các bạn à. Con này là con thằng lằn nè, có 4 chân. Con thỏ này có 2 chân à, đập mày luôn nè. Tiếp theo là cái gì đây? Con Godzilla 2 chân, đập luôn nè. Con này thì cũng không có chân nè. Được rồi, bây giờ mình sẽ đập mấy con 2 chân nha các bạn. Xong rồi, và bây giờ những con còn lại ở đây đều là những con 4 chân nè các bạn à. Hạ Chi mau cho tôi thêm gợi ý gì cái con đó đi. À trời ơi, rồi, con này rất thích ăn cá. Con nào thích ăn cá đây? Thằng lằn này sao không thích ăn cá nè? Con này là con bò hả? Con bò không thích ăn cá đâu. Con này là con voi hả? Con voi gì cũng hên xui các bạn à, cho nên mình chừa lại đi. Con này con hươu cao cổ, hình như con hươu cao cổ cũng không thích ăn cá nên đập luôn. Bây giờ mình còn hai cái cuối cùng nè, chính là con mèo cùng với con voi. Hạ Chi ơi, bây giờ tôi còn hai đáp án, ông cho tôi con tiếp theo đi. Được rồi, để coi coi con này á. À, con này cực kỳ thích bắt chuột luôn. Ồ, tôi biết rồi, thì ra đó chính là con mèo, cho nên tôi sẽ đập con cuối cùng. Và đáp án của tôi chính là con mèo. Và đây là lượt tiếp theo của Haji các bạn ạ. Ở đây chính là tấm hình mà mình sẽ đố cho Haji nè. Haji ơi, sẵn sàng chưa? Sẵn rồi, sẵn sàng rồi. Được rồi, bây giờ tôi sẽ cho ông gợi ý đầu tiên. Con này là một cái con đã từng có một cái mũi, nhưng hiện tại nó đã bị mất cái mũi rồi. Con gì mà đã từng có một cái mũi mà nó bị mất cái mũi rồi ta? Nếu vậy thì mình sẽ đoán những con nào mà không có mũi nha. Con này chắc không có mũi nè. Trời ơi, đập cái này. Con này con gấu mà nó cũng có mũi nè, nhưng mà nó đã từng có mũi và mất cái mũi là con đó là không có mũi. Đặt con này luôn. Con này con cá làm gì có mũi. Con mèo có mũi nè. Con này giữ lại. Rồi được rồi á, xong á. Được rồi, bây giờ đến một cái gợi ý tiếp theo của ông nè. Con này nó rất là bự. Nó rất là bự á. Con này nó không có bự cho lắm nè, nhỏ xíu à. Con này cũng tạm tạm. Con thỏ này bự nè. Con này con cá kè này á, nó cũng mà bự á. Con này nó cao rồi, nó không có bự. Đập đi luôn nè. Và bây giờ gợi ý cuối cùng là con này nó rất là sợ chuột. Rồi, con này con cắt kè, cắt kè sợ chuột ta. Chứ nó đâu có sợ chuột đâu. Đập đi nè, con thỏ thì cũng không sợ chuột nè. Chứ con này cũng chẳng sợ chuột đâu. Giờ thì mình chỉ còn hai con cuối cùng. Con nào sợ chuột ra? Mình nghĩ con mặt buồn bên này sợ chuột nè. Với con này làm gì có sợ chuột, mặt nó thấy ghê vậy mà. Rồi, đập nó luôn, tôi đoán đó là con hươu cao cổ. Hươu cao cổ hả? Đáp án sai bét rồi. Đây mới là đáp án nè. Trời đất ơi, tôi sai hả trời ơi. Và trả lời sai đồng nghĩa Haji sẽ bị mất một trái tim. Và được rồi, bây giờ sẽ đến lượt của sầu riêng. Lần này tôi sẽ trả thù lại sầu riêng. Được rồi, ngon thì nhào vô đi, đón tôi đi Haji. Con này là con bò sát đó nha. Để mình coi coi con nào sẽ giống bò sát. Con này hình như là bò sát này, giữ lại. Con này con thỏ không phải các bạn. Con này là con cua Ela cũng không phải luôn. Con này con slam để lại luôn. Con này con gấu bỏ luôn. Con này con cá bỏ luôn. Được rồi Haji ơi, sau một khoảng thời gian mà tôi đã nghiên cứu thì bây giờ tôi còn lại có 4 đáp án thôi. Con này thường phát ra tiếng động khi mọi người im lặng đó nha. Cái gì? Phát ra tiếng động khi mọi người im lặng hả các bạn? Ủa sao lạ dữ vậy các bạn? Con nào kỳ lạ? Con này là con thằng lặng nè, thường nó cũng kêu tiếng nè. Rồi con ở trên kia là con cào cào, nó cũng ra tiếng. Con này con ếch, nó cũng ra tiếng. Con cuối cùng là con slam. À, con này là con duy nhất mà không phát ra tiếng động nè. Đập mày luôn nè. Ok, cho tôi thêm gợi ý nữa đi Haji. À, để xem mà coi. Con này con à rất thích sống ở trong cỏ. Thích sống ở trong cỏ sao? Ồ, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi các bạn nha. Con này là thằng lằn không thích sống trong cỏ đâu. Con này là con ếch, hình như là con này cũng thích trong cỏ nè. Và con kia cao cao, à, tôi nghĩ là con ếch, chắc chắn là con ếch rồi. Tôi sẽ chọn con ếch nè. Sai rồi, đáp án chính là con cao cao. Trời đất ơi các bạn ơi, mình đã đoán sai rồi. Đó là con cao cao sao không? Vậy là sầu quý ông sẽ bị một trái tim rồi ha. Ôi không, mấy bạn ơi, tôi mất một cái tim rồi, cay quá. Không được rồi, được rồi, bây giờ đến lượt tiếp theo của ông đó Haji. Tôi nói rồi, con này chắc chắn ông sẽ không đoán được đâu. Con này là một cái con gọi là nó đi bằng hai chân. Đi bằng hai chân á, được rồi, để đoán rồi. Con này đi bằng bốn chân, đáp, à bốn chân, đáp.
hai chân giữ lại, hai chân giữ lại. À, con này không có chân đập luôn. Rồi, xong rồi đó. Được rồi, gợi ý tiếp theo dành cho Hachi đó chính là con này có thể đu trên cây. À, đu trên cây á, con này đâu có đu trên cây đâu. Con này là con gà không đu trên cây á, con này con goala, nhưng nó cũng có đu trên cây á. Con thỏ không có đu trên cây, con này không có đu trên cây. A few moments later. Ồ, Hachi lẹ ta, được rồi, đây là gợi ý cuối cùng nè. Con này rất thích ăn chuối. À, ăn chuối gì trời ơi, dễ quá mà. Trời, đập con goala luôn, đó chính là con khỉ mặt kính vậy. Trời ơi, Hachi đoán đúng rồi các bạn ạ. Đó là con khỉ. Ừ trời, Hachi hay gì các bạn. Thôi được rồi, tiếp theo đến là lượt của sâu riêng. Lần này tôi thay đổi một chút xíu nha. Trời sẽ khó hơn rất là nhiều nè. Cho ông gợi ý đầu tiên đó chính là con này rất là bự. Hả, con rất là bự hả các bạn? Ok, gợi ý để coi coi. Con này hình như là nó cũng hơi nhỏ à. Con này con thỏ, hình như con này bự, mình giữ lại đi. Con này nhỏ mình đập luôn đi. Con này cũng nhỏ đập luôn. Xong rồi nè, bây giờ tôi đã đập hết cái con gọi là tôi nghĩ nó nhỏ rồi. Bây giờ còn lại những con bự không đó Hachi ơi? Con này nè rất là đặc biệt nha, nó không sống chung với những con còn lại. Hả, không sống cùng với con còn lại sao? Để coi coi con nào không sống cùng. À, con gấu hình như cũng sống theo bầy đàn nè. Đập luôn đi. Con này là con voi, mình hình như nó cũng sống theo bầy đàn. Đập luôn đi. Ôi, ôi, mình còn một con đó chính là con zookeeper. Và con này là con cá các bạn à. Ôi, nhưng mà hình như là nó hai con này con nào cũng không có sống cùng đồng loại gì hết trơn á. Con này nó thường nó còn một tiếng kêu rất là độc lạ. Hả, một tiếng kêu độc lạ sao? Ồ, tôi hiểu rồi, chắc chắn là không phải là con cá đâu. Bạn đập con cá đi, đó chính là con zookeeper đây nè. Đáp án sai rồi cậu ơi, hãy coi thử đáp án đi nè. Hả, cái gì cơ? Là cái đó là âm thanh của con cá đó hả? Hèn gì nó độc lạ hả các bạn? Nghe nói là nó ở dưới biển chứ không hề ở trên bờ. Trời ơi trời, mình bị Hachi lừa rồi. À, bị mất thêm một trái tim nữa rồi kìa. Ôi không, trời ơi. Ừ, các bạn ơi, còn một trái tim nữa thôi là mình đua mất tiêu rồi mấy bạn ơi. Mau đến lượt của tôi thắng ông luôn đi nè. Phải, được rồi, bây giờ mình sẽ cho Hachi thấy thế nào lễ độ. Hachi sẵn sàng chưa? Còn tiếp theo tôi nghĩ ông lấy không được đâu. Được rồi, sẵn sàng rồi. Được rồi, bây giờ là gợi ý của con đầu tiên. Đó chính là con này nhảy rất cao. À, con voi này nhưng nó quá mập nên nó không thể nhảy đâu. Đập đi. Con này có cũng quá mập, con u cổ. Rồi, con này như nó chân nó dài quá, nó cũng có thể nhảy cao. Con gà này cũng có thể nhảy cao nha. A few moments later. Con này nó có một nụ cười rất là nham hiểm. Nụ cười rất là nham hiểm á. À, trời ơi, sao mấy con này cũng cười rất là nham hiểm luôn á nha. Mấy con nào chắc cười nham hiểm. Con mèo cũng đang cười đây nè. Cái con mèo này như là đang cười vui nè. Còn mấy con này đang cười rất là vui luôn. Còn mấy con này nó cười như nhau á chị trời. À, con này thì nó không có cười nè. Ok, ok, được rồi đó. Và được rồi, bây giờ là gợi ý cuối cùng. Con này là một con rất thích ăn cà rốt. Còn mấy con này á, con ăn cà rốt phải không? Tôi đoán được rồi, đó chính là con thỏ. Vậy là mình vẫn chưa cho Hachi mất cái tim được. Hachi còn tới tận 2 trái luôn kìa. Ha ha, bây giờ tới lượt ông kìa, ông sẽ tua thôi. Ừ, đúng rồi mấy bạn ơi, không được rồi, mình phải cố lên. Bây giờ là lượt của sâu riêng. Rồi, ông sẵn tay cho sâu riêng. Được rồi, sẵn sàng rồi. Rồi, ý cho ông nè, con này thường nó sẽ đẻ ra một quả trứng rất là lớn. Hả, một quả trứng rất là lớn hả các bạn? Ủa, con nào mà đẻ trứng lớn nha? Để coi coi, thường là mấy con đẻ trứng là con hằng lằng sẽ đẻ trứng nè. Con thỏ không có đẻ trứng nên mình bà đập nó luôn. Con cua là không biết nó đẻ bằng gì, mình giữ lại đi. Con sờ lam thì nó không có gì để đẻ, đập luôn. Xong rồi nè chị ơi, tôi đã lấy mấy con rồi là có thể đẻ trứng ra rồi đó. Bây giờ như thế nào nữa đây? Con này á, nó rất là hung dữ. Hả, rất là hung dữ sao? Ok. Ui các bạn à, mình thấy con này cũng có vẻ rất là hung dữ nè. Thôi mình để lại luôn đi. Con này hả, hình như nó cũng hơi hiền à. Thôi đập nó đi. Con cá hả, nó không làm gì mình đập luôn. Con này cũng bình thường, đập luôn. Còn con này nó cũng hung dữ nè, mình sẽ chừa lại luôn. Ok, tôi đã đập mấy con hung dữ đi rồi. Rồi ý cuối cùng dành cho ông nè, con này chạy rất là nhanh. Trời ơi, chạy rất là nhanh sao các bạn? Ở đây mình còn có hai đáp án, đó chính là con thằn lằn và con đà điểu. Nhưng mà hình như con nào cũng chạy rất là nhanh luôn á. Con đà điểu này không phải đâu, mình đập con đà điểu đi. Mình sẽ chọn con thằn lằn. Ai, sai rồi, đó chính là con đà điểu. Cái gì cơ, là con đà điểu sao ai? Hai chị thằn rồi hả? Trời ơi, thôi rồi. Trái tim rồi mấy bạn à. Mình đã thua trong cái trò chơi đoán tên Juno Mali rồi. Cho nên
nên bây giờ các bạn muốn mình một đầu, các bạn hãy like video đem ảnh lên. Nhưng mà các bạn cũng có thể coi lại một cái thử thách khác của mình, đó chính là đoán giọng ở Juno Mali kế bên đây nè. Còn bây giờ thì bye bye, chúc các bạn mình lành, see ya.